Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Canada là một trong những nước có đời sống tốt nhất trên thế giới và cũng là một điểm đến học tập lý tưởng, vì nơi đây có Toronto là một thành phố lớn nhất của Canada và cũng là thủ phủ của tỉnh Ontario. Không chỉ nổi tiếng là một trong những trung tâm thương mại, tài chính và công nghiệp lớn nhất thế giới, Toronto là một thành phố đa văn hóa, sắc tộc, nghệ thuật và được xem là một trong những thành phố an toàn bậc nhất Bắc Mỹ. Hợp tác với giáo dục Việt Nam, Canada thì trong triển lãm giáo dục Canada lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 vừa qua đã đánh dấu một bước khởi sắc trong quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam-Canada và tạo ra một bước đột phá mới trên con đường du học Canada của học sinh Việt Nam. Các bạn đang đứng trước rất nhiều cơ hội học tập tại một nền giáo dục tiên tiến và đẳng cấp trên thế giới. Canada được Liên Hiệp Quốc đánh giá là một trong những nước có chất lượng cuộc sống cao, luôn nằm trong top 4 quốc gia có chỉ số phát triển con người cao nhất thế giới. Các thành phố như Toronto, Vancouver và Montreal là luôn có mặt trong danh sách các thành phố tốt nhất thế giới. Bên cạnh những con số ấn tượng về kinh tế, du lịch, Canada còn có những con số ấn tượng về đầu tư cho giáo dục. Là một nước duy nhất hiện nay trong Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế đầu tư 7,1% GDP cho hệ thống giáo dục. Canada luôn nỗ lực để tạo nên một nền giáo dục tiên tiến và đẳng cấp, không chỉ để phục vụ cho sinh viên trong nước mà còn cho sinh viên trên toàn thế giới. Để được tư vấn miễn phí về chương trình du học các nước, các bạn vui lòng liên hệ đến công ty Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Và những thay đổi chính sách visa mới của Canada vừa qua là Tổng lãnh sự quán Canada đang phối hợp cùng với các đơn vị giáo dục nước này phát động nhiều chiến dịch quảng bá thu hút sự chú ý của sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam đến Canada học tập. Bộ phận di trú và thị thực nhập cảnh Canada tại Việt Nam cũng đang có nhiều cải tiến trong việc xử lý thị thực nhập cảnh để quá trình cấp visa cho học sinh trở nên thuận lợi và nhanh chóng hơn. Học sinh quốc tế được hưởng nền giáo dục chất lượng cao tại Canada với một chi phí rất cạnh tranh so với các nước nói tiếng Anh khác, với mức học phí ưu đãi chỉ từ 5.500 đô, với tổng chi phí học tập sinh hoạt tại Canada thì chỉ bằng một nửa so với Mỹ và thấp hơn nhiều so với Anh, Úc, New Zealand hay là Thụy Sĩ. Ngay trong quá trình học tập, sinh viên đã được phép làm thêm 20 giờ trên một tuần, với ước tính thu nhập là 13.000 đô cho một năm. Không chỉ tạo thêm thu nhập, việc làm thêm sẽ là trường học thứ hai giúp các bạn hoàn thiện khả năng ngôn ngữ, vốn sống và các kỹ năng làm việc khác. Lợi thế này đã giúp hơn 90% sinh viên Việt Nam xin được việc làm sau khi tốt nghiệp. Các công việc làm thêm tại Canada mà sinh viên có thể làm như là may, ủi, bồi bàn, làm móng trong trẻ, v.v. Từ ngày 31 tháng 4 năm 2008, chính phủ Canada đã thông báo quy định mới dành cho tất cả các du học sinh tốt nghiệp đại học và sau đại học ở một học viện được công nhận tại Canada sẽ được phép ở lại làm việc trong vòng 3 năm sau khi tốt nghiệp. Với điều thuận lợi này, sinh viên quốc tế được khuyến khích ở lại Canada làm việc trong tất cả các ngành mà không bắt buộc phải có thư chấp nhận làm việc từ công ty tuyển dụng. Nhiều nơi tại Canada, học sinh được hoàn lại 60% học phí 2 năm học khi xin định cư. Chính sách này đã mở rộng cánh cửa định cư cho rất nhiều sinh viên đang và sẽ học tập tại Canada. Hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của các trường tại Việt Nam để được hướng dẫn về thủ tục hồ sơ cũng như nhận học bổng từ các trường. Các bạn hãy liên hệ qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771, hoặc các bạn có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể truy cập vào các website của công ty, đó là tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Trúc Giang xin cảm ơn anh Bảo Anh vì thông tin anh chia sẻ vừa rồi. Và theo như anh Bảo Anh vừa chia sẻ thì học sinh sinh viên sẽ được hoàn lại 60% học phí 2 năm khi xin định cư ở quốc gia Canada. Không biết là cái thông tin này cụ thể là như thế nào, bởi vì đây có vẻ là một cái thông tin mà chắc chắn là sẽ thu hút được sự quan tâm của khá nhiều các bạn học sinh sinh viên cũng như là các bậc phụ huynh.
Vâng, đây đúng là một tin hot dành cho du học sinh Việt Nam, và cụ thể như sau: tỉnh Manitoba có chương trình dành cho du học sinh có cơ hội sinh sống và làm việc ở Canada trong suốt quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp. Bắt đầu có hiệu lực từ năm 2011, du học sinh nếu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chương trình ít nhất 2 năm tại một trường ở tỉnh Manitoba có thể làm đơn xin định cư trước khi kiếm được việc làm. Chương trình bảo lãnh định cư của tỉnh Manitoba muốn khuyến khích cho người dân đến định cư ở tỉnh này. Học sinh du học nếu tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng tại một trường ở Manitoba có chương trình ít nhất 2 năm sẽ được ưu tiên đặc biệt để kiếm việc làm và xin định cư tại tỉnh Manitoba. Học phí có thể giảm cho học sinh du học bằng cách trả lại theo dạng khai thuế thu nhập hàng năm. Tỉnh Manitoba sẽ trả lại lên tới 60% tiền học phí cho cả học sinh trong nước và học sinh du học nếu làm việc tại tỉnh Manitoba sau khi tốt nghiệp. Bằng cách này thì tiền nhận lại được khi khai thuế thu nhập hàng năm thì sẽ giúp cho những học sinh vừa mới tốt nghiệp có thể trả được chi phí đại học trong khi sinh sống và làm việc tại tỉnh Manitoba. Tôi đưa ra một ví dụ cụ thể như sau. Học sinh học tại University of Winnipeg, nếu tính theo cách trên thì một năm học sinh tốn trung bình khoảng 36.000 đô la chi trả cho học phí 3 năm học đại học, có thể nhận lại được 21.000 đô la khi khai thuế thu nhập hàng năm sau khi tốt nghiệp. Trừ ra thì số tiền nhận về thì tiền học phí một năm ở Đại học Winnipeg là 4.800 đô la. Hiện nay Tân Đại Dương đang là đại diện tuyển sinh chính thức của một số trường ở tỉnh Manitoba như là University of Manitoba, University of Winnipeg, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến văn phòng hoặc các số hotline của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương chúng tôi để có thông tin cụ thể hơn. Hiện nay thì có khá nhiều ngành nghề để các bạn học sinh sinh viên lựa chọn, và việc lựa chọn một ngành nghề như thế nào để phù hợp với khả năng của bản thân cũng như là dễ dàng hơn trong vấn đề xin việc làm sau khi tốt nghiệp, thì không biết là anh Bảo Anh có thể tư vấn để các bạn được biết rõ hơn là những cái ngành nghề nào hiện nay là đang thu hút được sự quan tâm của khá nhiều các bạn. Theo lời khuyên của mình, tốt nhất các bậc phụ huynh và các em học sinh nên lưu ý chọn học những cái ngành học nào mà các em học sinh cảm thấy đam mê, cảm thấy thích thú trong cái ngành học đó, và các em cảm thấy là khi các em nghiên cứu về lĩnh vực đó, các em không bị mất thời gian, các em không bị nhàm chán, các em không bị chán nản khi mà các em theo học tiếp tục những năm còn lại. Qua đây mình cũng gợi ý cho các bạn một vài những chuyên ngành học hot. Đầu tiên là chuyên ngành học về quản lý tài chính. Các bạn sẽ thấy được là rất là nhiều cơ quan nhà nước cũng như là doanh nghiệp tư nhân đang rất là thiếu nhân sự trong lĩnh vực về quản lý tài chính. Lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực về nha sĩ, đây cũng là một trong những ngành học hot tại Canada. Lĩnh vực thứ ba là về khoa học máy tính, thì các bạn có kinh nghiệm trong lịch lập trình máy tính cũng như là các bạn có ý định đi học chuyên ngành về khoa học máy tính chuyên sâu thì các bạn rất là có cơ hội làm việc sau này khi các bạn học ở tại Canada, bởi vì đó là một trong những ngành cũng rất là thiếu tại Canada. Thứ tư là giáo viên dạy nghề hoặc giáo viên trong các trường cao đẳng, và cuối cùng là các ngành nghề đào tạo ra các chuyên gia lành nghề. Ở Canada, việc thiếu những chuyên gia lành nghề trong lĩnh vực luôn tồn tại. Ví dụ, ngành đầu bếp, ngành xây dựng, thợ điện, thợ nước, thợ mộc, ngành giao thông, ngành sản xuất, ví dụ như thợ cơ khí, thợ sửa chữa máy móc. Theo như Trúc Giang được biết thì hiện nay Canada là một quốc gia đang mở cửa với những cái chính sách ưu đãi để thu hút các bạn học sinh, sinh viên trên thế giới đến học tập tại Canada. Như vậy thì không biết là chị Quý Nhi có thể chia sẻ rõ hơn để các bậc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh, sinh viên được biết về các chính sách ưu đãi ở quốc gia này ạ. Canada không phải là một trung tâm duy nhất thu hút du học sinh và đối tượng nhập cư có trình độ cao, mà nhiều quốc gia khác cũng rất mong muốn điều này. Vậy nên sự cạnh tranh ngày càng sẽ lớn hơn và khốc liệt hơn. Với bối cảnh hiện nay, ngay cả những cường quốc giáo dục như là Mỹ, Úc, Anh v.v. cũng không còn có thể ngồi một chỗ mà lựa chọn những ứng viên tiềm năng nhất. Vì thế, điều mà chính phủ liên bang hiện nay cần hành động để thu hút học sinh, sinh viên từ các nước cũng như đối tượng nhập cư trình độ cao chính là phải đưa ra những công việc hấp dẫn và điều kiện sống tốt nhất. Nền kinh tế Canada phụ thuộc rất nhiều vào nguồn du học sinh và lao động nhập cư.
mục tiêu của chính phủ là phải đẩy mạnh nhiều hơn nữa trong những năm tới. Canada đặt mục tiêu tăng gấp đôi lượng du học sinh trong thập kỷ tới, và Thủ tướng Stephen Harper mới đây đã phát biểu trên tờ báo Globe and Mail rằng cạnh tranh về nguồn nhập cư trình độ cao ngày càng nóng, và du học sinh quốc tế không chỉ là nguồn tài chính dồi dào cho các trường đại học mà còn bổ sung cho Canada thêm nhiều kỹ năng chuyên môn, và sau đó sẽ là đối tượng nhập cư trình độ cao. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh thêm về chỉ tiêu tăng gấp đôi số lượng du học sinh trong thập kỷ tới của chính phủ đầu năm nay. Chính phủ xác định đây là động lực cho sự thịnh vượng của Canada trong tương lai. Để chứng minh cho điều đó thì tỉnh Manitoba ở Canada đã có chính sách hỗ trợ tối đa cho người dân, đặc biệt là sinh viên để định cư ở tỉnh này, du học sinh sau khi tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng tại một trường ở tỉnh Manitoba, chương trình ít nhất 2 năm sẽ được ưu tiên đặc biệt kiếm việc làm để ở lại Canada. Xin được cảm ơn anh Bảo Anh và chị Quế Nhi với những thông tin bổ ích cung cấp vừa rồi trong chuyên mục tư vấn du học. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.